Mình đen, hello các bạn. Mình đây. Mình vừa mới đi mổ mắt. Đến nay thì cũng đã được tầm gần một tháng rồi. Thì đến thời điểm này thì mắt mình cũng gần như là đã hồi phục đến 90% rồi. Thì mình có thấy các bạn rất là quan tâm và đặt rất là nhiều câu hỏi liên quan đến việc mình mổ mắt và quá trình mình mổ mắt như thế nào. Thì ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm một cái video để giải đáp tất tần tật những thắc mắc của các bạn liên quan đến mổ mắt. Nhưng mình không phải bác sĩ đâu, không phải cái gì mình trao đổi đâu. Nên là mình sẽ chỉ trả lời dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho tất cả những bạn mà đang có nhu cầu mổ mắt. Và bây giờ thì let's go! Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi được các bạn hỏi nhiều nhất. Các bạn hỏi rất là nhiều, trời ơi, phải khoảng tầm đến 80% các câu hỏi gửi về là đều quan tâm đến cái vấn đề này. Đó chính là mổ mắt có đau không chị? Nó có khó khăn lắm không? Mổ mắt có đau không ạ? Em nghe người ta nói mổ mắt đau lắm chị ạ, bla bla bla. Nói chung là có đau không? Đó, thì mình xin trả lời với các bạn là mổ mắt không hề đau một tí nào hết. Dành cho những bạn là lo sợ là mổ mắt rất là đau thì các bạn hãy yên tâm nhá. Cụ thể cái quá trình mổ mắt của mình sẽ diễn ra như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ được đi khám mắt. Thì cái quy trình khám mắt của mình sẽ hơi lâu và phức tạp, nhiều công đoạn một tí. Mình sẽ đi khám máy này. Nói chung là khám rất là nhiều máy. Sau đó mình sẽ đi lấy máu để xét nghiệm. Thì cái quá trình khám mắt đấy để đo thị lực của bạn này, rồi đo các chỉ số về mắt, cũng như là để xem là cái tình trạng sức khỏe của bạn có đủ điều kiện để bạn mổ mắt hay không, thì quá trình đó kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi đi khám mắt vào buổi sáng thì các bạn có thể nghỉ ngơi và mổ mắt vào ngay buổi chiều hôm đấy. Thì quá trình mổ mắt sẽ kéo dài khoảng tầm 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà phải đến 3 tiếng 50 phút là các bạn ngồi đợi. Còn lại các bạn vào mổ sẽ chỉ mất khoảng tầm 10 phút. Có đến 10 phút không nhỉ? Chắc không đến đâu. Đầu tiên thì mình được vệ sinh mắt. Sau đó mình vào mổ mắt thì sẽ mổ hai cái máy. Cái máy đầu tiên thì mình sẽ nằm xuống giường này, rồi bác sĩ sẽ đắp chăn cho mình bởi vì cái nhiệt độ ở trong đấy rất là lạnh. Sau đó bác sĩ sẽ đeo cho bạn một cái kẹp mắt để giãn to mắt bạn ra như này đó, để bạn trong quá trình mổ bạn không nhắm mắt vào. Cái máy đầu tiên thì bạn sẽ mổ trong vòng 46 giây, mỗi mắt 23 giây, thì bạn sẽ chỉ nằm xong bạn nhìn thẳng vào cái máy, sau đó bạn nhìn thẳng vào một cái đèn trong máy, bạn mình cứ nhìn theo cái đèn đấy thôi. Thế thì mình cứ nhìn theo xong sơ sẽ có những cái tiếng văng vẳng của bác sĩ sẽ bảo là cố lên em, tốt lắm em ơi, 23, 22, 21, 20. Đó, bạn cứ nhìn theo cái máy thôi, thì cái máy đấy nó không hề đau một tí nào cả, mà mình cứ nhìn theo mình cảm giác là mình chỉ đang thưởng ngoạn một cái phong cảnh, một cái cảnh gì đấy trong cái máy thôi. Sang đến cái máy thứ hai thì nó sẽ khó chịu hơn một tí, nhưng mà cái cảm giác nó không phải là dùng cái từ đau để diễn tả được. Mình thấy nó cứ hơi thốn. Nó sẽ hơi mỏi mắt này, hơi chói mắt, như nào nó cứ buồn ý. Đại khái là cái cảm giác đấy nó khó tả lắm, nó là tổng hợp của rất là nhiều những cảm giác khác nhau, nhưng mà nó không hề đau một tí nào đâu mọi người ạ. Thì cái máy thứ hai đấy nó sẽ lâu hơn, mình không hề phải gây mê hay gây tê gì hết, mà mình mổ mắt trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, và mình nhìn vào cái máy đấy và mình quan sát được quá trình các bác sĩ làm cái gì trên mắt mình. Mà thì mình nằm đấy, mình chỉ cảm nhận ra trước mắt mình là kiểu bác sĩ cứ gấp cái gì ở trên màng mắt của mình ra, như kiểu gấp cái màng trên mắt mình này, rồi lau mắt mình, rồi cứ gấp cái gì trên mắt mình ấy. Nói chung là mình chỉ có cảm nhận là như thế thôi, chứ mình không biết cụ thể là họ làm gì. Thế thôi, thế là quá trình mổ mắt đến thế là kết thúc. Và bạn sẽ được cho một cái kính bảo hộ, nó nhìn như cái kính hàn ấy. Đây, như này này. Đó, bạn sẽ đeo suốt trong vòng một ngày sau đó, và bạn sẽ được kê đơn thuốc để về sử dụng. Câu hỏi thứ hai cũng là câu hỏi được mọi người hỏi rất là nhiều, đó chính là chi phí mổ mắt là bao nhiêu, mổ mắt hết bao nhiêu tiền. Thì cũng đúng luôn mà, phải có tiền mới mổ được mắt chứ. Bệnh viện mình mổ là bệnh viện mắt quốc tế DMD ở trên Bùi Thị Xuân ấy. Bạn nào quan tâm thì mình sẽ gắn cái link dưới này nhá. Khi mình mổ ở đó thì cái tình trạng mắt của mình thì đủ điều kiện để mổ tất cả các gói. Thì mình đã chọn cái gói Relax Smile, đó là cái gói mà phổ biến nhất. Mình thấy hầu như các bạn đều mổ theo gói đó. Thì cái gói của mình là 70 triệu. Nhưng mà cái đợt mà mình mổ thì là được sale còn hơn 40 triệu thôi. Thực ra là do mình canh sale. Bình thường là các bạn sẽ phải mất 70 triệu để mổ. Thì cái chi phí này các bệnh viện khác như thế nào thì mình sẽ không biết, nhưng mà ở bệnh viện mà mình mổ thì nó có rất là nhiều gói khác nhau. Các gói nó dao động rất là nhiều mức giá. Có gói kiểu mình không nhớ cụ thể lắm, nhưng khoảng tầm có thể là 40, 50, 70, 80 gì đó, dao động xung quanh cái mức giá đó.
Thì nếu mà các bạn quan tâm đến cái việc mổ mắt thì mình nghĩ là các bạn nên nghiên cứu kỹ hơn. Câu hỏi tiếp theo đấy là ở độ tuổi nào thì mổ được mắt, tận bao độ thì được mổ mắt, nếu mà bị loạn thì có mổ được mắt không. Theo như mình biết là trên 18 tuổi là các bạn đã có thể mổ mắt rồi, còn cận bao nhiêu độ thì mổ được mắt thì cái này mình cũng không biết ý. Đối với mình ý thì mình cận một bên mắt phải là hơn 4 độ, một bên mắt trái là khoảng tầm 2 độ. Và mình có cả loạn nữa thì mình vẫn mổ mắt bình thường, mình mổ được tất cả các gói. Và bạn mình thì có đứa nó cũng cận 2 độ nó cũng mổ, mà có đứa nó cận 10 độ nó cũng mổ. Thì mình nghĩ là không phải vấn đề là bạn cận bao nhiêu độ, mà vấn đề là ở cái tình trạng mắt của bạn và tình trạng sức khỏe của bạn có đủ điều kiện để bạn mổ mắt hay không. Thì mình nghĩ là cái đấy bạn phải trực tiếp bạn đến khám thì bác sĩ sẽ phân tích kỹ hơn về cái tình trạng mắt của mình. Còn mình thì mình không phải bác sĩ, mình cũng không biết. Câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng này, đấy là mổ mắt có phải kiêng gì không? Thực ra mình cảm thấy là mổ mắt nó khá là đơn giản ấy. Mình thấy là cái quá trình mà chăm sóc mắt sau khi mổ mắt là cái quá trình rất là quan trọng, nó quyết định rất là nhiều đến cái việc là bạn có tái cận sau này hay không. Thì đối với mình thì nó sẽ có các mốc thời gian như thế này, đó là 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng. Và sau đó lâu hơn thì mình tính sau nha. Thì sau khi mổ mắt, cả 1 ngày đầu tiên bạn sẽ phải đeo một cái kính bảo hộ, kể cả khi đi ngủ. Bởi vì là phòng ngừa là khi bạn đi ngủ, bạn mơ ngủ, bạn cua tay cua chân vào mắt thì nó sẽ hỏng hết, tốn tiền đấy. Trong suốt 1 ngày đấy thì tốt nhất là hạn chế 100% không sử dụng thiết bị di động, thậm chí là không được đọc sách luôn nha. Bởi vì là cái ánh sáng phản chiếu từ giấy lên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mắt của bạn. Không được cho bụi bẩn vào mắt. Nói chung là trong suốt 1 ngày đầu tiên thì bạn không được cho bất cứ thứ gì vào cái mắt của bạn. Bạn phải để nó trong trạng thái hồi phục sau khi mổ. Sau 1 ngày đấy thì bạn đã có thể dùng điện thoại lại bình thường rồi. Nhưng mà ở 20 phút là bạn phải nghỉ 5 phút. Sau đó 3 ngày đầu tiên thì bạn nghỉ ngơi ở nhà và bạn hạn chế nhất có thể sử dụng các thiết bị đó. Và sau 3 ngày thì bạn đã có thể đi làm bình thường rồi. Đấy là cái chỉ dẫn trực tiếp từ phía bác sĩ. Còn từ phía bản thân mình thì mình nghĩ là mình cứ nghỉ càng lâu thì sẽ càng tốt. Nên là mình đã quyết định là mình nghỉ hẳn 1 tuần đầu tiên sau khi mổ mắt. Mình chỉ có ở nhà thôi, mình không ra ngoài đường để tránh những cái bụi bẩn vào mắt này. Nếu bạn muốn đi gội đầu thì bạn nhờ người yêu qua gội cho, hoặc là bạn có thể ra ngoài hàng gội. Và sau 1 tuần đó thì mình đi làm bình thường và mình đã sử dụng điện thoại, các thiết bị như bình thường. Tuy nhiên là sẽ phải khoảng tầm trong suốt 1 tháng đầu tiên thì mình vẫn luôn luôn rơi vào trạng thái là rất là hay mỏi mắt. Nên mình sử dụng thiết bị di động khoảng tầm mấy chục phút là mình sẽ mỏi mắt rất là nhanh ấy. Nên là mình vẫn cố gắng là cứ 20 phút là mình sẽ nghỉ 5 phút. Có những hôm mà mình quên ấy, xong mình dùng lâu quá ấy, mình nhìn cái mắt mình ấy, nó kiểu nổ hết những cái gân đỏ lên, xót ơi xót. Nên là các bạn cứ cố gắng kiêng càng nhiều càng tốt. 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng, kiêng càng lâu càng tốt. À quên, trong 1 tuần đầu tiên thì bạn còn phải kiêng chất kích thích nữa. Bởi vì là khi mà bạn hút cái gì đấy, bạn uống bia, uống rượu thì cái mạch máu trong mắt bạn sẽ nổi lên, nó sẽ tiềm tàng nguy cơ, ảnh hưởng rất lớn đến cái mắt của bạn. Nó sẽ khiến bạn có thể tái cận nhanh hơn. Và như thế thì sẽ rất là tốn những cái đồng tiền mà bạn bỏ ra, 70 triệu mà bạn đã bỏ ra, tốn bao nhiêu những sự kỳ vọng của gia đình, những cái mong chờ, những cái... cái gì nhỉ? Những cái kỳ vọng, nói chung là tất cả mọi thứ. Nên là bạn hãy cố gắng giữ gìn đôi mắt của bạn sau khi mổ mắt. Và trong suốt quá trình đó thì bạn vẫn sử dụng những cái đơn thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nói chung là 1 ngày thì nhỏ khoảng tầm mấy chục lần ý, có mấy loại thuốc ấy. Theo như cái kinh nghiệm của mình thì cái 1 tuần mình nghỉ ngơi là mình chỉ có ăn, ngủ và mình nhỏ thuốc thôi. Đấy, chả có làm gì hết. Ngoài ra còn một câu hỏi đấy là mổ mắt có phải chú ý gì không? Rồi chị có lời khuyên gì không? Ngoài những cái vấn đề mà bạn phải kiêng mình vừa nói trước đó thì có một số những cái vấn đề mà nó rất là khó gọi tên, nó rất là khó đọc tên và nó nhiều khi mọi người nghĩ nó rất là nhỏ thôi ấy. Nhưng mà mình nghĩ là nó lại rất là quan trọng nên là mình quyết định là mình trả lời cho các bạn. Mình cũng không biết gọi tên là thôi, mình sẽ trả lời luôn nhá. Đầu tiên là khi mà bạn đến khám mắt và bạn đến mổ mắt ý thì bạn không nên đi xe. Bạn hãy nhờ người thân hoặc là bạn bè đèo. Nếu bạn khám mắt riêng 1 ngày và mổ mắt 1 ngày khác thì sau khi khám mắt xong ấy thì mắt của mình nó rất là mờ, mà ra ngoài đường thì nó rất là chói. Mình cảm giác như kiểu một cái đèn pha ô tô chiếu thẳng vào cái mắt mình ấy. Đấy, nên là bạn nhìn sẽ rất là mờ, bạn không thể tự đi xe được. Thực ra là nó sẽ có cái kính bảo hộ cho bạn sau khi mổ rồi, nhưng mà nếu mà bạn đi xe máy thì mình nghĩ là bạn vẫn chưa nên chùm cái túi bóng lên đầu. Để nói chung là để hạn chế 100% những cái bụi bẩn nó len lỏi vào bất cứ chỗ nào trong mắt bạn. Đấy là cái chú ý đầu tiên. Cái chú ý thứ hai là sau khi mổ xong ấy thì bạn sẽ phải mua hai kính. Đây, các bạn hôm nay các bạn
thấy đeo mình đeo kính không? Các bạn thắc mắc vì sao kiểu mổ xong rồi lại vẫn phải đeo kính là sao? Là sao? Thì thế đấy. Sau khi mổ mắt thì bạn phải sắm hai kính. Cái kính đầu tiên nó sẽ nhìn giống như cái kính cận bình thường của bạn, nhưng mà thực chất là nó sẽ là không độ. Và cái mắt kính này nó sẽ có cái tính năng là để chống ánh sáng xanh khi mà bạn sử dụng các thiết bị di động hay sử dụng laptop. Nó sẽ bảo vệ mắt của bạn. Bạn sẽ đeo trong suốt một tháng đầu tiên, và kể cả sau này, sau một tháng rồi thì nói chung bạn đeo hết đời cũng được. Cái kính thứ hai, đấy là một chiếc kính như thế này. Nó có tác dụng là khi mà bạn đi ra ngoài đường trời nắng ấy, thì bạn phải đeo vào kính này vào để nó chống những cái tia UV của ánh sáng mặt trời nó chiếu thẳng vào mắt bạn. Đấy, nên là hai cái kính này là hai kính sẽ đi theo bạn trong suốt một tháng đầu tiên. Và đối với mình thì nó sẽ đi theo mình trong suốt cả cuộc đời luôn, nếu như mà không học. Hai kính này thì các bạn có thể mua ở ngoài, nhưng mà như mình thì mình kiểu cũng không có am hiểu về kính lắm, nên là mình mua thẳng ở bệnh viện luôn. Tổng chi phí cho hai chiếc kính này rơi vào tầm hơn 5 triệu. Tốt tiền lắm. Thôi, câu hỏi khác đi. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những câu hỏi bên lề mà các bạn hỏi mình, nhưng mà mình không thể gộp chung thành là một cái chủ đề hay là một cái gì đấy, nó mình cũng không gọi tên là cái câu hỏi đấy, nên là mình sẽ đọc lần lượt tất cả các câu hỏi đó và mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Giờ mắt chị nhìn rõ và sáng hơn rồi, không còn cận nữa đúng không? Mổ xong mà mắt vẫn mờ thì chị 70 triệu đấy có phải là đem vứt xuống sông không nhỉ? Nói chung là sau khi mổ thì mắt mình sẽ hồi phục dần, nhưng mà sau ngày đầu tiên thì mình đã nhìn rõ đến khoảng tầm 90% rồi. Mắt mình đã một mắt là 9/10, một mắt 8/10 rồi. Mắt của bạn sẽ hồi phục dần dần trong vòng 1 tháng, và sau đó bạn sẽ nhìn có thể nhìn rõ hoàn toàn. Mổ mắt xong thì có nhìn thấy rõ người yêu của em đang ở đâu không mà? Câu này không biết phải trả lời thế nào luôn ấy. Thật ra nếu mà chị nghĩ là nếu mà em muốn biết rõ người yêu đang ở đâu thì em phải đi mổ, em lấy cái mắt của em ra, em để cái mắt của em vào sau gáy của người yêu em thì em sẽ biết được. Câu hỏi tiếp theo, có phải nếu cận nặng mà không mổ thì sẽ bị mù không chị? Thực ra bạn ạ, cái việc cận và cái việc mù nó nằm ở hai cái trường phái rất là khác nhau ấy, mà mình không thể lý giải được ấy. Nhưng mà mình có thể trả lời với bạn là kể cả bạn không mổ cận thì bạn sẽ vẫn không mù bạn nhá. Bạn chỉ là bạn nhìn không rõ thôi. Câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi để các bạn thắc mắc khá là nhiều, nên là mình sẽ trả lời trước. Đó là chị mổ ở bệnh viện nào ạ? Thực ra là mình nghĩ là có rất là nhiều những cái bệnh viện uy tín mà các bạn có thể tìm hiểu để các bạn mổ mắt. Như mình thì mình mổ ở bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân. Thì đối với bản thân mình ý, những cái gì mà phải động chạm đến mắt hoặc là mặt mũi các thứ ấy, đã khá là vào cơ thể mình ấy, mình rất là sợ, nên là mình sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ cái nơi nào uy tín để mình có thể đi mổ. Đầu tiên thì mình lên Google, mình tự tìm hiểu thông tin về các bệnh viện mắt nổi tiếng ở Hà Nội trước. Sau đó mình sẽ tham khảo các ý kiến bạn bè của mình. Mình hỏi 10 đứa thì phải tầm 8 đứa nó bảo là nó mổ ở D&D, mà những người đó cũng là những người mình rất là tin tưởng, nên là mình quyết định là mình đến mổ chỗ này luôn. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những các bệnh viện uy tín thì mình cũng không biết khuyên các bạn phải đi mổ ở đâu cả, nhưng mà mình nghĩ là bởi vì mắt của các bạn mà, nên là các bạn nên tự tìm hiểu. Các bạn tìm cái bệnh viện đầu tiên là phải uy tín trước đã, và thứ hai là nó có những cái chi phí phù hợp với điều kiện của các bạn. Thế là ok rồi. Câu hỏi tiếp theo, chị canh sale ở đâu thế ạ? À, em cũng muốn được sale. Cái câu này cũng hơi khó ấy, vì nó là một cái yếu tố gì đấy, nó mang tính chất phong thủy hay là gì nhỉ? Nói chung là cái đợt đấy mình có nhu cầu đi mổ mắt thì mình chọn được cái bệnh viện đó, thì mình lên mình tìm hiểu trên website của bệnh viện thì là lại đúng lúc đang được sale, nên là mình cảm thấy đấy là cái sự ăn may của mình rất là lớn ý. Câu hỏi tiếp theo, next, sau khi mổ mắt có phải quấn băng một thời gian không ạ? Thật câu này mình không biết phải trả lời như nào. Thế là kiểu mổ mắt ấy, các bạn cứ nghĩ nó là một cái gì đấy nó to tát, nó phải kiểu nằm liệt giường rồi mổ xong phải gọi là tật. Nhưng mà thực sự nó rất là đơn giản. Ý, sau khi mổ xong là mình đã có thể hoạt động, đi lại và sinh hoạt như bình thường rồi, không phải quấn bất cứ một cái gì cả, chỉ phải đeo một cái kính bảo hộ thôi. Quan trọng là bạn phải chăm sóc mắt sau mổ như thế nào và nhỏ thuốc thường xuyên bla bla thôi, chứ sẽ không phải là quấn khăn. Next, khi chị đi mổ mắt thì chị có hồi hộp không và chị có sợ mổ mắt không ạ? Mong chị trả lời. Oh my god,
sợ chứ. Lúc trước khi mổ mắt thì ai chẳng sợ, kiểu mình không biết cái cảm giác đấy như nào mà kiểu lúc ấy sẽ cảm giác tim đập thình thịch, rất là hồi hộp, kiểu mình hoảng sợ ra kiểu người ta cứ động cái gì vào mắt mình thấy sợ ấy. Theo trải nghiệm của chị đã từng trải nghiệm thì chắc chắn em sẽ phải trải qua cái cảm giác đấy thôi. Kể cả chị có bảo không đau thì em cũng sẽ vẫn hồi hộp khi mà em đi mổ mắt. Nhưng cái lời khuyên của chị dành cho em ấy thì em hãy tận hưởng nó, em chiêm ngưỡng nó như là một cái gì đấy nó rất là đẹp. Khi mà mổ mắt ấy, em hãy hưởng thụ và em hãy tận hưởng những cái gì nó trên mắt em như một cái quang cảnh, như một cái bộ phim, như một cảnh tượng rất là thú vị đang diễn ra trước mắt em. Nó sẽ đưa cho em đến một cái cảm nhận rất là thú vị, thay vì việc là cứ vừa mổ vừa hoảng sợ. Vậy thôi, đấy là tất cả những cái câu hỏi tiêu biểu nhất là mình đã tổng hợp được. Và mình hy vọng là những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm của mình sẽ có thể giúp ích được phần nào đó cho các bạn nếu mà các bạn chuẩn bị có nhu cầu mổ mắt. Ngoài ra thì các bạn có những cái thắc mắc khác thầm kín hơn thì các bạn có thể inbox cho mình trên Facebook, Instagram hoặc là page. Mình sẽ cố gắng hết sức để trả lời các câu hỏi của các bạn. Bây giờ đây là hết rồi. Goodbye. Bye bye. See ya. Hàn Quốc là tiếng là gì nhỉ? Chút dẹp đi. Tặng các bạn một đoạn hát trước khi chia tay nhá. Uống cốc nước đã. Just give me a reason, just a little. Lại. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bad. And we can learn to love again in the start. Cái gì nữa nhỉ? Bye bye.